Em có thể tiết lộ cho anh một bí mật được không? Cái gì ạ? Em có đồng ý tiết lộ cho anh một bí mật không? Em hỏi đi. Tức là em có biết là bố mẹ em ăn được cái gì mà sao mà sinh ra em sinh ấy thế? Nào, 1, 2, 3, ui nhìn xinh gái quá. Quay video nhá. Không. Cho anh phỏng vấn mấy câu thôi. Hả? Thì em cứ nói nó dối, em cứ nói tên của em giống như tên của anh là được. Đây là một cô gái rất là xinh đẹp của... Đây là đâu em? Hả? Ừ. Hả? Nhưng mà hiện tại em đang ở chỗ nào? Yên Minh. Yên Minh à? Yên Minh là tỉnh nào? Hà Giang. Hà Giang. Không ơi, anh thì biết rồi nhưng mà nhớ đâu anh nào thấy em xinh quá mà anh ấy lại muốn ra đây hỏi xem là em ở chỗ nào thì còn biết trả lời. À, quên rồi, em tên gì để xưng hô nào? quay ra đây một tí. Hả? Thế anh phải gọi em là gì? Thì anh bảo anh tên gì, em tên... Anh á, anh tên là Yêu. Em tên Yêu. Thế anh gọi là em Yêu nhá. Em Yêu ơi. Em ơi, quay ra anh hỏi tí nào. Quay ra đây. Nhà em ở chỗ nào ấy? Nhà em á? Ừ. Thì ở đây. Nhà em ở đây á? Đây. Đây làm gì? Làm gì phải nhà em đâu? Đây là xung quanh này. Quang Vu này mà. Thì anh hỏi thì em, nếu mà em nói ra thì có ai biết được. Thì cứ nói để khi nào anh còn ra là nhà em chơi. Nhà em ở Yên Minh. Yên Minh à? Yên Minh là tỉnh nào em? Hà Giang. Hà Giang. Em là em họ gì nhỉ? Em họ Sùng. Sùng cái gì? Sùng cái gì ấy nhỉ? Yêu. Sùng cái Yêu. À, em ấy tên là Yêu nhá, em Yêu nhá. Anh nào mà chưa có người yêu thì cứ ra mà gặp em Yêu nhá. Em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa? Các bạn nhớ nhá, em mới nói là chưa nhá, còn kia này. Mà em năm nay học lớp mấy rồi? Em lớp 12. Lớp 12 rồi. Em học chuyện gì đấy? Thôi, đừng có nói. Hỏi thôi, cứ sợ gì người ta ai đến tìm em đâu mà sợ à? Thì em học trường nào cũng được. Trường nào cũng được à? Chắc là trường em tên như thế đúng không? Ừ. Bộ quần áo của em đẹp hết, để anh soi quay hết cả bộ quần áo của em này. Đọc tiếng. Đọc chua. Đây là anh. Nên sổ ít lệ thật của chúng nó lo sách này sổ nên đổi để trả hết bộ ok à. Tranh thủ lúc mọi người đang tập thì mình quay em. Em ấy không nói tên rồi, mình chỉ biết gọi theo cái tên mà em nói thôi. Gọi bằng gì cơ? Gọi bằng em Yêu à? Không biết là lần này chắc là lần thứ mấy mình gặp nhau rồi? Lần thứ 3. Lần thứ 3 còn chưa tiết lộ tên thì chắc là phải lần thứ 4, lần thứ 10, lần thứ 11, lần thứ 20, 30 thì chắc lúc đấy chắc là sẽ biết tên của em ấy. Nói thật là bạn nào muốn biết thì cứ nhắn tin cho mình sẽ nói bí mật cho biết tên nhé. Nhưng mà nếu mà bạn bè mà hỏi anh thì có được tiết lộ tên của em không? Kệ anh. Kệ anh á? Anh cũng muốn giữ cho riêng mình lắm nhưng mà tại vì xinh đẹp quá anh nghĩ là cho
mấy anh nếu biết chắc là cũng không sao. Có sao không? Không sao rồi nhỉ? Được. Hôm nay đi chợ mua được gì em? Em có đi chợ đâu. Hôm nay đi chợ. Được chưa? Được chưa? Em học chuyên ngành gì đấy? Hả? Em học chuyên ngành gì đấy? Chuyên ngành. Ừ. Tức là em học học vừa học văn hóa lại vừa học chuyên ngành gì? Ngành của em ấy. Nghề gì ấy? Bảo vệ thực vật. Em học về ngành bảo vệ thực vật, chắc là chăm sóc cây cối rồi hoa quả, chắc là nhà chắc là đẹp lắm đấy, chắc là xung quanh nhà trồng nhiều cây, nhiều hoa quả, nhiều cỏ, nhiều chăm sóc thực vật. Đẹp lắm đây. Hôm nào mình sẽ quay một clip mà đi lên trên nhà em ấy. Lên trên nhà em nhá. Hôm nào bọn anh sẽ quay một clip lên nhà em xem mà em bảo vệ thực vật ở trên em như nào nhá. Thật đấy. Thật mà. Hả? Dạ. Wow, đẹp chưa? Rất là đẹp. Nhìn này đẹp chưa? Khi nào thất tình thì đừng có lên trên này nhảy nhá, em nhá. Liệu khi nào mà thất tình có liệu có lên trên này nhảy không? Em mà nhảy trên này chắc là anh đi trèo lên trên này nhảy cùng em luôn đấy. Cầm lâu. Khi nào thất tình thì có lên trên này nhảy nhá. Liệu có lên nhảy không hay là không? Không. Không à. Hôm nay em là người xinh gái nhất ở đây. Ôi nhiều xe thế. Nhiều xe. Đẹp phết đấy. Chồng mà em có thể đứng sang bên này để anh quay em nhìn sang bên này được không? Rất là đẹp. Em quay mặt ra đây được không? Quay mặt sang đấy. Ôi sợ ơi. Xinh gái quá. Sao? Sinh thì cứ nhận đi, lại còn... Tại vì anh thấy ở đây không ai được sinh gái bằng em. Em có thể tiết lộ cho anh một bí mật được không? Em có đồng ý tiết lộ cho anh một bí mật không? Em hỏi đi. Tức là em có biết là bố mẹ em ăn cái gì mà sao mà sinh ra em sinh gái thế? Bố mẹ em ăn mềm mé. Ăn mềm mé này. Mềm mé. Mềm mé là... ngày xưa mà nhà nào có cái đấy ăn thì là gọi là khán giả lắm đấy. Bây giờ mới còn ăn đấy. Bây giờ nhà em ăn không? Có. Nhưng mà em có ăn không? Em thả nào xinh gái thế chắc là ăn cái đấy này xinh thật. Dạ. Hỏi một câu nhá. Được rồi. Cho mình hỏi em ấy một câu đấy. Một tí mình kéo em ấy về làm vợ nhá. Em có đồng ý không? Không. Không á? Lý do tại sao lại không? Không cần kéo đâu. Tức là không cần kéo là em tự đi. Đúng không? Tự đi đúng không? Em chưa muốn lấy chồng. Thế bao giờ muốn lấy chồng? Biết. Em có thể cười cho em một cái để anh tắt luôn đây không? Quay ra đây nhìn cái nào. Rồi ok, một tí mình sẽ quay lại cho mọi người nhìn em ấy rất là xinh gái này nhá. Sao rồi em? Được chưa? Có nói gì không? Không biết được. Thì từ từ nào. Anh mà ngã là em phải chịu trách nhiệm anh nhá.
Em có thể đứng đứng sau bên đây một tí được không? Đấy, các bạn thấy bộ quần áo đẹp chưa? Em có thể xoay một vòng cho anh nhìn được không? Xoay một vòng thôi mà. Không đồng ý à? Quay ra đây tí. Quay ra đây. Tập lâu một tí. Tập lâu một tí để tranh thủ nói chuyện với em ấy. Em yêu một tí đã. Tập lâu lâu nhưng mà quay xong nó chỉ có một phút thôi đấy. Hôm nay là thứ mấy nhà em à? Nói chủ nhật em đi làm gì đấy? Em đi chơi. Đi chơi đâu? Ở đây. Đi chơi cùng anh nào hay là một mình thôi? Thế thà quên, em yêu học xong lớp 12 là định đi học gì đấy? Thế có thể cho anh xin nick Facebook của em được không? Em đặt Facebook. Uầy, thời này mỗi người một Facebook của em, đừng nói là em không dùng, người ta không tin đâu. Họ dùng thôi, em không biết dùng. Tại sao em lại không dùng? Nhất là vẫn đi học mà lại không dùng thì nói dối quá. Đấy, thì chính là đang đi học mới không dùng. Như thế là ngoan quá hay là sao lại không dùng? Ngoan. Ngoan á? Thế vừa nãy ai vừa nói là có bạn trai rồi nhỉ? Em có thể quay sang đây nhìn anh một cái được không? Nhìn anh và cười vào đây một cái được không? Cười nào, hai bạn cười đấy, cười đáng yêu chưa? Thật là cho anh xin nick Facebook của em đi. Anh xin thật đấy. Thật chứ, đùa gì? Anh đã nói xin rồi còn. Cô Thị á? Cô Thị nha. Nick Facebook của em ấy là Cô Thị nhá. Anh nào mà đấy là mình tiết lộ cho mọi người biết nhá. Bạn nào mà thấy mà xinh quá thì nhớ nhắn tin đến, và khi nào rảnh ghé qua huyện Yên Minh của tỉnh Hà Giang thì cứ lên tìm em ấy. Anh tiết lộ trường học của em cho mọi người biết nhá. Không. Không ai không cho á? Trời ơi. Thế chỉ có mình anh biết thôi à? Em có thể cho anh biết là lý do tại sao lại không muốn cho ai biết không? Không có lý do gì. Không có lý do gì à? Nói thật là mọi người không biết nhưng mà anh biết. Ai mà muốn biết thì cứ nhắn tin cho anh, là anh cứ comment dưới video của anh là anh sẽ đưa đến tận nhà luôn. Dạ. Yeah. Em có thể quay ra đây một tí được không? Em có thể xoay một vòng cho anh thấy bộ quần áo của em được không? Thật mà. Em ơi, em có thể xoay một vòng cho anh được không? Không. Xoay đi. Xoay nào. Xoay một vòng đi em. Công nhận là không biết là máy ảnh đẹp hay là hôm nay em mặc cái bộ quần áo đấy nhìn đẹp thế. Quay xong clip này mình đi về nhà em chơi nhé. Được. Ở thật đây nó đùa đấy. Thật mà. Em không thể tiết lộ tên thật của em à? Tên yêu. Yêu á? Tên thật rồi còn. Đấy là tên giả. Anh biết rồi thì còn gì? Anh biết nhưng mà mọi người chưa biết. Mình biết thì nói làm gì? Em có thể tiết lộ số điện thoại của em vào đây được không? Không. Sao lại không? Hả?
không được á, sợ người ta làm phiền quá. Ai làm phiền em cứ nói cho anh. Ok, từ từ để các anh tập đấy. Đây là các đồng chí đang tập đánh nhau để mà để chúng ta quay một clip cướp vợ đấy, chưa đường nào cũng được, xem là đường nào gần hơn, xem nào. Em ấy đang phân vân là đi hai đường. Anh nói đi. À, thế nhà thế em đi 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 về là đi đường nào? Em chưa từng đi đường này. Thế đường bên này đi. Bên này. Bên này. Rồi đấy, đường này đấy. Ủa, tôi láo nha. Từ từ để anh. Sinh thế rồi bảo xấu. Chứ sao cứ đòi về gặp bạn trai làm gì? Có phải đâu. Bạn trai không ở đấy mà. Đi làm việc, lúc đấy anh không thấy cậu gọi cho em. Em đã xin nghỉ vô con gọi em gì? Em có xin đâu. Sao em đi nhanh thế? Thì đi nhanh gọi mà. Gọi gì đã xin rồi gì? Thế xinh đẹp này không 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 quay thì để làm gì? Có xinh đâu. Kìa, cảnh đẹp chưa? Ô, nhầm rồi. À đúng rồi. Thế sao hôm nay không về đường kia luôn? Đi đi xong đi kia rồi rẽ bên tay trái nhá. Đây đây đây. Đây, nhà anh xung ở dưới kia rồi còn gì? Thế mà em cũng không biết. Thế mà cũng cần anh phải chỉ cho. Đây. Đây này, đi đây rồi, đi thẳng dưới kia. Không chỉ cho em. Đi ăn gà thì về nhé. Không. Em vội lắm rồi. Bạn nào mà muốn tán em ấy thì liên hệ cho mình để mình đây đây dễ xuống dưới này mà. Anh lừa em đúng không? Lừa gì ạ? Nhà anh xung ở dưới kia đúng không? Ở đây làm gì có đường? Thì cần gì đi đường em? Anh cũng không biết, em phải tự nhìn đường mà đi chứ. Tại vì là có đường đâu mà mình. Anh phải... chưa từng đi anh. Chưa từng đi mà cứ nhìn đường mà đi thôi. Bông hoa xinh đẹp này đáng nhẽ ra mình phải gọi taxi lên đó chứ sao lại phải đi bộ mình này. Đấy, cả một vùng đất này em mà một bông hoa sáng tưng ở đây. Đi từ từ em nhá.